Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh khói, đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Tất cả các cái chóp cạnh ở đây nó đều được hình thành trong quá trình tự nhiên hết. Không hề mài rũa, không hề cắt gọt, không hề gắn ghép gì cả. Một mẫu đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Thạch anh là một trong những cái dòng đá cung cấp cái nguồn năng lượng rất tốt. Nó giúp cho chấn trạch trừ tà, gia chủ tăng thêm vượng khí tài lộc. Bởi vì thạch anh là một trong những cái dòng đá có nguồn năng lượng đã được khoa học chứng minh. Soi đèn quý vị thấy viên này độ thông đèn của nó rất tốt, quý vị thấy khi soi đèn nó cực kỳ, nó trong luôn, độ trong cực kỳ tốt. Soi đèn quý vị thấy độ thông đèn cực kỳ là ghê gớm, rất trong. Viên này nó có chiều cao, chiều ngang này là 16 cm. Và khối lượng của đá nặng là 700 g. Và hiện cái mẫu thạch anh này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 210.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Giao dịch thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước, hai là nhận hàng thu tiền. Nếu quý vị chuyển khoản trước được thì tôi sẽ ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên khi đó quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nếu có nhu cầu muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.